U là trời, lần đầu tiên tôi thấy quả cam mà cái vỏ, cái muối nó đen xì xì như thế này luôn á. Đầu tiên bỏ ra tưởng nó bị thối bị hỏng bên trong cơ, nhưng mà không phải, tôi bóc ra là quả nào nó cũng như thế luôn ấy. Ui nhìn hoang mang dễ sợ luôn, mà nhìn trông nó cứ tím ngắt trông sợ thế. Cô gái mua cam về lột ra đen xì, tưởng cam thối hóa ra là đặc sản. Càng ngày người ta càng tạo ra thêm nhiều loại hoa quả khác lạ, thậm chí có phần hơi khác thường. Như mới đây, một cô gái sống tại Hàn Quốc đã chia sẻ lại loại cam vô cùng đặc biệt, khiến người xem phải tròn mắt. Cụ thể, đó chính là loại cam có ruột trong đen xì như bị thối. Thực chất, đây là loại cam ruột tím. Theo chia sẻ của chủ nhân clip khi đi mua, cô được người bán giới thiệu là giống mới. Không biết là giống này có lâu chưa nhưng mà thật thà là đầu tiên thấy. Được cái là nó khô ráo, cái mùi cam dễ tách, dễ bóc ấy. Còn đâu vị thì ăn như vị cam bình thường thôi. Nên là không biết giống gì, mình lên trên Google search thì cũng không ra ấy. Nên là không biết mọi người ai biết thì chỉ mình biết nhá. Ngoài ra có một vài quả có thêm màu tím như bị rám. Khi bóc ra, toàn bộ các múi cam đều có màu đen xen lẫn với màu trắng của lớp màng bên ngoài, dễ khiến người ta liên tưởng đến tình trạng bị thối mốc. Tuy nhiên khi bóc lớp màng ra, sẽ thấy những tép cam bên trong có màu tím đậm. Chủ nhân clip này cho biết loại cam này chỉ khác về màu, chứ ăn thì vẫn có hương vị như cam thông thường. Dù sao giống cam này cũng là điều vô cùng thú vị và khá lạ, hiếm nên vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.